Chào mừng các bạn trở lại với kênh Phúc Bung S3 Nha, nơi cung cấp những thông tin thú vị về tất cả những gì liên quan tới bóng đá Tây Ban Nha. Nhắc đến Bác Sa, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến một gã khờ trên thị trường chuyển nhượng. Vì đội bóng xứ Cata Lunia là chuyên gia mua đắt bán rẻ, đặc biệt là dưới thời của chủ tịch Josep Maria Bartomeu, người mà các cu lê vẫn dè biểu bằng biệt danh Nobita. Bác Sa từng chi 135 triệu euro để tậu Coutinho từ Liverpool năm 2018 rồi bán lại anh cho Aston Villa vào tháng 1 năm 2022 với giá 20 triệu euro. Đến mùa hè năm 2019, họ lại bỏ ra 120 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Anton Griezmann với Atletico, trước khi bán lại tiền đạo này cho chính Atletico 4 năm sau với giá 20 triệu euro. Chưa hết, vào năm 2017, Barca từng chi 145 triệu euro mua Ousmane Dembele và mới đây, PSG chỉ mất có 50 triệu euro để giải phóng hợp đồng của tuyển thủ Pháp. Nhưng sau nhiều trải nghiệm đau thương với những bản hợp đồng trăm triệu euro, có vẻ như barca bắt đầu rút ra bài học. Đội chủ sân Kem Nu giờ đang dần trở nên khôn ngoan hơn trên thị trường chuyển nhượng. Một mặt, họ vẫn sẵn sàng chi đậm nếu cần thiết, với 55 triệu euro cho Ferran Torres, 58 triệu euro cho Rafinha, 50 triệu euro cho Jung Kunde, hay 45 triệu euro để mang về Robert Lewandowski. Mặt khác, Barca bắt đầu tăng cường săn lùng những bản hợp đồng miễn phí. Hè 2021, họ đưa Memphis Depay về từ Lyon mà không tốn một xu do tiền đạo người Hà Lan vừa hết hợp đồng. Đến tháng 2 năm 2022, đội bóng xứ Catalonia tiếp tục đóng thêm Aubameyang, vẫn theo dạng chuyển nhượng tự do từ Arsenal. De Bayrocco cũng chỉ gắn bó được gần 2 năm với sân Camp Nou và ghi được 14 bàn sau 42 lần ra sân trên mọi mặt trận. Đến tháng 1 năm 2023, cựu cầu thủ MU được bán cho Atletico với phí chuyển nhượng ban đầu là 4 triệu euro. Vậy là Barca đã thu về một khoản, dù có thể không lớn, trong một đơn hàng không đồng. Món hàng săn siêu tiếp theo là Aubameyang thậm chí còn đem lại nhiều tiền hơn cho người Cata, Lunia. Vì chỉ 7 tháng sau khi đón tiền đạo người Gabon, họ đã bán anh cho Chelsea vào tháng 9 năm 2022 với giá 12 triệu euro, cộng thêm Marcos Alonso. Vậy là Barca vừa có tiền, vừa có thêm một cầu thủ đa năng, có thể đá ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ. Tiếp nối thành công từ hai bản hợp đồng miễn phí này, Barca lại tiếp tục điên cuồng săn sale trong mùa hè 2022. Lần này, họ có được ba cầu thủ Andreas Christensen, Frank Kessi và Hector Bellerin, mà không tốn một đồng nào cho Chelsea, AC Milan và Arsenal. Và ngay tháng 1 năm 2023, Họ đã bán sang tay Hector Bellerin cho Sporting Lisbon để bỏ túi 1 triệu euro. Mới nhất, đến lượt Kessi đem tiền về cho bác xa. Tiền vệ người bờ biển Nga vừa được An Ali giới thiệu bằng một đoạn video thú vị. Và để có được anh, câu lạc bộ của Saudi Arabia đã phải trả cho bác xa 12,5 triệu euro. Đây là một thương vụ lại lớn của chủ tịch La Laporta và các cộng sự. Không chỉ vì họ đã không mất xu nào để có được anh, mà còn vì Kessi từng chấp nhận giảm lương để đến sân Camp nou, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò dự bị, và từng ghi dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng hay một trong trận El Clasico với Real Madrid. Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Vitten Sen thì vẫn đang gắn bó với Barca, nhưng dù chưa đem tiền về cho câu lạc bộ, trung vệ người Đan Mạch lại là sự bổ sung quý giá về chuyên môn. Vitten Sen đã trở thành đối tác số 1 của Ronald Araujo ở trung tâm hàng phòng ngự khiến bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro, cung đê phải dạt sang cánh vẫy. Và nếu Barca muốn bán Rit Tencent, số tiền mà họ thu về chắc chắn là không nhỏ. Khi hiện tại, trung vệ này đang được trang thống kê chuyển nhượng transfer max định giá tới 40 triệu euro. Chiến dịch săn sale của Barca Sa vẫn chưa dừng lại, mà đã tiến thêm một bước nữa ở mùa hè năm nay. Bằng một cách nào đó, họ đã thuyết phục được linh hồn của đội Man City vừa giành cú ăn ba, yêu cay gung do gan đến sân kem đua sau khi hết hạn hợp đồng. Ngoài ra, họ còn đón thêm trung vệ Inigo Martinez từ Athletic Bilbao mà chẳng mất xu nào. Và hai món hàng không đồng này hứa hẹn sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Xavi.